Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và video này ấy, mình cho các bạn xem. Đây là một cái kênh YouTube bị tắt kiếm tiền. Vậy có một số bạn trong cái trường hợp này, có một số bạn hỏi mình là bị tắt kiếm tiền như thế này có bật lại được không? Thì trong trường hợp này thì các bạn cần phải chú ý cho mình này. Kênh YouTube của bạn bị tắt kiếm tiền do nguyên nhân nào? Được chưa ạ? Do nguyên nhân nào? Trong trường hợp này kênh YouTube bị tắt kiếm tiền nhưng mà không nói rõ nguyên nhân. Phải không? Nó chỉ nói là kênh bị tắt kiếm tiền. Được chưa ạ? Có trường hợp mà tắt kiếm tiền là nhấn chuột không hợp lệ, được chưa ạ? Hoạt động nhấn không hợp lệ hoặc là tắt do vi phạm cộng đồng hay vi phạm gì. Nhưng mà trong trường hợp này không nói gì, được chưa ạ? Tài khoản này đã bị tắt kiếm tiền, nó chỉ nói thế. Được chưa ạ? Các bạn xem này. Tài khoản này bị tắt kiếm tiền. Đó, YouTube chỉ nói là tài khoản này bị tắt kiếm tiền, phải không? Bây giờ trong trường hợp này các bạn làm cho mình kiểm tra cho mình một cái, đó chính là các bạn nhấn trên Google, đó chính là thay đổi tài khoản AdSense. Các bạn nhấn trên Google là thay đổi tài khoản AdSense. Được chưa? Thay đổi tài khoản AdSense. Sau khi nhấn thay đổi tài khoản AdSense, các bạn nhấn vào thay đổi liên kết AdSense này. Cái đường link của nó là support.google.com YouTube answer, được chưa? Đó. Cái kiểu. Sau đó các bạn nhấn vào đường link này này, YouTube.com suộc account, được chưa? Đó. Sau khi nhấn vào cái đường link hoặc là các bạn nhấn trang liên kết AdSense hoặc là các bạn nhấn vào cái đường link này này. Thì các bạn sẽ đây là cái trang liên kết AdSense. Đây là ID của cái tài khoản AdSense. Còn đây là cái kiếm tiền đã bị vô hiệu hóa trên tài khoản của bạn. Có nghĩa là trong trường hợp này tài khoản này bị vô hiệu hóa do nguyên nhân liên quan đến tài khoản AdSense mà thôi. Có nghĩa là tài khoản AdSense của bạn ấy có thể là các bạn đăng nhập tài khoản AdSense của các bạn đã bị vô hiệu hóa hoặc là tài khoản đó các bạn tạo xong các bạn liên kết với kênh bị vô hiệu hóa, được chưa? Thì nó sẽ xảy ra cái lỗi như này đó. Rất là nhiều người trường hợp mình có một số bạn inbox cho mình có một số kênh của các bạn ấy, có một kênh bạn gì ấy, 15 triệu view mà bạn bạn này chỉ úp video lên quảng cáo thương hiệu ấy. Sau đó bạn bạn này cứ tưởng là kênh bị tắt kiếm tiền rồi, nhưng mà hóa ra là kênh này chưa bị tắt kiếm tiền đâu nha. Có nghĩa là nó bị tắt kiếm tiền ở tài khoản AdSense thôi, chứ cái vấn đề của kênh ấy nó không liên quan đến cái kênh hoạt động kênh của bạn ấy là hoạt động an toàn luôn. Cái này ấy, một phần là cái tài khoản AdSense của bạn bị từ chối ấy. Có một số bạn y hệt như này luôn. Đây là tài khoản của mình, được chưa? Tài khoản này là tài khoản trước của mình. Thực ra cái tài khoản AdSense ấy các bạn đã biết là mình có rất nhiều tài khoản, mình có trên hàng ngàn tài khoản luôn AdSense, mình có hàng chục ngàn email, được chưa? Đó cho nên là mình có rất nhiều trường hợp mình cũng gặp phải như này. Sau đó mình lục lọi lại, mình tìm lại một cái tài khoản, được chưa? Một tài khoản để cho các bạn xem. Và cũng có một số bạn hỏi mình về cái vấn đề này, được chưa? Mình có một số bạn inbox này, có một số bạn inbox này, sau đó có một số bạn gửi tay view cho mình này, xem này, nó y hệt như này. Rất là nhiều người trường hợp gặp phải, bởi vì là khi các bạn tạo tài khoản Google AdSense đấy, có một cái lỗi gì đó nó tạo không thành công thì nó sẽ bị từ chối. Các bạn đã liên kết tài khoản Google AdSense vào kênh YouTube rồi, nếu mà tạo cái AdSense liên kết vào kênh YouTube rồi thì nó sẽ gặp phải tình trạng bị từ chối, có sẽ không 100% là tạo tài khoản AdSense hoạt động bình thường đâu. Dạ, nó sẽ lỗi không hoạt động như này. Nó có tạo tài khoản AdSense rồi. Đấy, tài khoản này đã được liên kết ngày 20 tháng 4 2016. Đấy, rất là lâu rồi phải không? Cách đây cũng phải gần 3 năm rồi. Tháng 4 2016, tháng 4 2017. À, tháng 4 2018, tháng 4 2019. À, gần 3 năm rồi đó. Cũng gần 3 năm đó. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Liên kết trước đó 3 năm nó như này. Khi liên kết vào ấy có thể là bị từ chối do trùng khớp trùng tài khoản các kiểu đấy, trùng khớp trùng tài khoản các kiểu đó. Sau đó các kiểu con đà điểu không có tài khoản không hợp lệ này hoặc là tham gia cái chương trình kiếm tiền của YouTube các kiểu này
À, cậu chờ mình nghe điện thoại một tí nhá. Alo, à, em. Ừ, làm gì đấy? À, anh có mà. À, anh chưa. Bạn máy bị làm sao? Không mở. Bây giờ mở mở thì mình phải chờ một tí mới mà nó mới chạy, nó không chạy á. À, thế thì thế mang qua để anh làm lại mà. Nhưng mà tại sao lại cài đi cài lại nhở? Kiểu như là nó là thế. Được mà. Chạy song song thì nó tùy tùy từng từng trường hợp nữa. Đợt trước là có một lần chạy ấy, thì nó là chạy được mà. Phải không? Trước có một lần chạy là chạy được mà. Đó, cái này các bạn liên kết, các bạn chỉ cần trong trường hợp này ấy. Trong trường hợp này các bạn nhấn vào cái thay đổi đường link ấy. Các bạn nhớ chú ý này, hoặc là mình sẽ để cái đường link này ở dưới phần description video nhá. Các bạn chú ý là một cái kênh YouTube của bạn bị tắt kiếm tiền đấy. Cứ kiểu là nó hỏi tắt kiếm tiền hoặc là nó cứ báo là tắt kiếm tiền gì đó, các bạn cứ cứ kích vào cái đường link, cứ kích vào cái đường link liên kết tài khoản Accent này. Nếu mà cái đường link này các bạn vào được như này, nó hiểu, nó nói như này, hoặc là nó yêu cầu thay đổi, thì các bạn chỉ cần kích vào cái đường link đó để thay đổi cái tài khoản Google AdSense mà thôi. Được chưa? Là cái kênh YouTube đó lại hoạt động và xét duyệt kiếm tiền bình thường. Đó, đối với kênh của bạn 15 triệu view kia nhá. Được chưa? Các bạn chỉ cần kích vào thay đổi này. Kích vào thay đổi, sau đó các bạn liền sử dụng một cái tài khoản Google AdSense khác. Được chưa? Sử dụng một cái tài khoản Google AdSense khác. Đó. Các bạn thứ nhất là các bạn tạo mới, thì dạ, tạo mới một cái tài khoản khác, là các bạn có tài khoản email rồi thì các bạn sẽ liên kết vào. Để dạ, còn các bước tạo tài khoản Google AdSense các bạn xem lại những video khác của mình nhá. Đó. Các bạn chỉ cần là điền cái thông tin cái tài khoản địa chỉ email vào đây. Dạ. Nhập password vào đây, sau đó các bạn login tài khoản mới. Sau đó các bạn sẽ chạy được bình thường. Đó. Đấy, trong trường hợp này các bạn chỉ nhấn thay đổi liên kết đấy. Đó, Google nó báo thông báo là cái tài khoản này sẽ được xử lý và mất 48 giờ đấy để bật và truy cập vào tài khoản được Accent mới, có nghĩa là nó sẽ phải mất khoảng 48 giờ thì nó mới liên kết. Nếu mà kênh nào quảng cáo ấy thì nó mới nhận quảng cáo, hiển thị quảng cáo từ Google Accent tài khoản mà các bạn liên kết đó khoảng 3 ngày. Đó, thực ra có rất là nhiều người trường hợp nó bị dính như này, các bạn có thể là tham khảo thêm, hoặc là các bạn có thể là làm theo cách này của mình. Còn có một số trường hợp khi các bạn vào đây ấy, nó báo là tag kiếm tiền của các bạn đã bị vô hiệu hóa, hoặc là kênh YouTube của bạn đã bị vô hiệu hóa, hoặc là AdSense của bạn đã bị vô hiệu hóa. Cái này lỗi này nó chỉ là lỗi nhẹ. Nó là sao? Có nghĩa là tài khoản Google AdSense của bạn đã tạo xong, nó bị dính như này, được chưa? Nó bị dính lỗi không hợp lệ thì nó sẽ thông báo như này và nó liên kết. Còn đa số đối với một số trường hợp tài khoản của AdSense của bạn bị vô hiệu hóa do trước đó các bạn đã được bật quảng cáo rồi, nhưng mà sau đó các bạn bị vi phạm điều khoản và điều kiện gì đó thì cái kênh bị tắt, tag kiếm tiền bị tắt, thì lúc đó thì các bạn sẽ không thay đổi được, đa số thì sẽ không thay đổi được. Còn trong trường hợp này là cái tài khoản Accent của bạn vừa tạo xong là bị như này. Có nghĩa là tạo xong nó có thể là lỗi lỗi do tài khoản, lỗi do trùng thông tin. Nó không được xét duyệt trong tài khoản Accent thì nó sẽ báo như này. Và bây giờ họ yêu cầu là thay đổi một cái tài khoản Accent khác. Đó, rất đơn giản. Rất là phí đối với một số bạn không hiểu về cái vấn đề này. Thực ra ở trên YouTube thì nó sẽ có không có gì. Bây giờ ở trên này ấy, các bạn không thể truy cập vào được cái đường link này thì bắt buộc phải gõ cái đường link
với cái cụm từ thay đổi liên kết tài khoản của Accent này. Đấy, cái đường link này mình sẽ để ở dưới phần description video nhá. Các bạn chỉ cần click vào đường link này hoặc là các bạn nhấn trên Google là thay đổi liên kết tài khoản của Accent là các bạn sẽ được. Được chưa? Đó, rất là nhiều trang viết bài liên quan đến tài khoản Accent. Ok anh em nhé.